Chữ hiếu là một thành phẩm
thành tích, truyền thống rất quý báu và lâu đời của văn hóa, văn minh, văn hiến dân tộc Việt Nam. Chữ hiếu đó đi với chữ trung thành ra là trung hiếu. Chữ hiếu đó đi với chữ nghĩa thành ra là hiếu nghĩa. Chữ hiếu đó đi với chữ thuận thành ra là hiếu thuận. Đó đều là những truyền thống tuyệt vời của dân tộc, của văn minh, của văn hóa dân tộc. Chúng ta bây giờ đang có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cơ sở tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ. Và ở đấy, ngày, đêm, tuần, tháng luôn diễn ra những hình thức, những hình thái để thờ phụng mẫu Tam Tứ Phủ, và chủ yếu là bằng việc lên đồng, hầu bóng, hát văn, chầu văn. Ở tất cả các cơ sở thực hành tín ngưỡng và tín ngưỡng mẫu Tam Tứ Phủ ấy không hề có một chủ đề được tích hợp vào đấy, được thực hành vào đấy là cái chữ hiếu quý báu của dân tộc chúng ta. Duy nhất chỉ có ở đây, ở đền Cô Bé Ngai Vàng, thì không phải một lần mà hôm nay giờ này ở đây là lần thứ hai tổ chức lễ hội với chủ đề Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Như vậy đền, cơ sở thực hành tín ngưỡng và tín ngưỡng mẫu Tam Tứ Phủ mà chỗ này nhân danh việc thờ phụng Cô Bé Ngai Vàng ấy, là cơ sở duy nhất, độc nhất và hiếm ít có việc đưa vào, hội nhập vào đây. Tiếng Pháp ta gọi cái này là integration, tức là một cái đặc trưng của việc tích hợp, hội nhập các yếu tố, các nền văn hóa, các tư tưởng, các hình thức, các hình thái của việc thực hành tín ngưỡng vào cho cơ sở của đạo mẫu, của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ. Việc này là rất đặc sắc. Tôi hy vọng là từ cái cơ sở duy nhất và sớm sủa và đầu tiên thờ mẫu Tam Tứ Phủ mà lại có chủ đề được đưa thêm vào đây là Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, thì cuối cùng chúng ta có được một sự tôn vinh nhân danh đạo mẫu và làm giàu cho cái thế giới của cái đạo mẫu. Tích cũ lý triều, hội thể trung hiếu lưu truyền ngàn năm. Lễ triều thái tổ trung hưng, có người con gái thảo hiền nết na. Hiệu là công chúa Tiên Nga, giáng sinh thần nữ Sử Ca lưu truyền. Hiếu trung tiết nghĩa vẹn toàn, nhớ ơn tiên chúa ngàn đời. Xanh công người sáng mãi sự xanh, nữ trung anh kiệt hiếu trung thảo hiền. Dù có làm trăm việc thiện, không bằng một nguyện kính hiếu mẹ cha. Công mẹ trời biển bao la, tự hào truyền thống cha ông, tự hào con lạc cháu hồng, mãi mãi khắc ghi ơn người. Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, mãi mãi khắc ghi lưu truyền. Bách Thiện Hiếu Vi Tiên.
Sử ca tích cũ lý triều, hội thể trung hiếu lưu truyền ngàn năm. Lễ triều thái tổ trung hưng, có người con gái thảo hiền nết na, hiệu là công chúa tiên nga, giáng sinh thần nữ sử ca lưu truyền. Hiếu trung tiết nghĩa vẹn toàn, nhớ ơn tiên chúa ngàn đời lưu danh. Công người sáng mãi sự xanh, nữ trung anh kiệt hiếu trung thảo hiền. Dù có làm trăm việc thiện, không bằng một nguyện kính hiếu mẹ cha. Công mẹ trời biển bao la, tự hào truyền thống cha ông, tự hào con lạc cháu hồng. Người bách thiện hiếu vì tiền, mãi mãi khắc ghi lưu truyền. Bách thiện hiếu vì tiền, công người sáng mãi sự xanh, nữ trung anh kiệt hiếu trung thảo hiền. Dù có làm trăm việc thiện, không bằng một nguyện kính hiếu mẹ cha. Công mẹ trời biển bao la, tự hào truyền thống cha ông, tự hào con lạc cháu hồng. Mãi mãi khắc ghi ơn người, bách thiện hiếu vì tiền. Mãi mãi khắc ghi lưu truyền, bách thiện hiếu. Thiện hiếu vì tiền. Xin cảm ơn ca sĩ Lê Anh Dũng cùng với các nghệ sĩ múa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Thành Nho, ca khúc Đất nước lời ru với sự thể hiện của ca sĩ Lucy.
ơn ca sĩ nhí Louis Chambi cùng với các nghệ sĩ múa nhí. Kính thưa quý vị, ngay sau đây kính mời quý vị cùng đến với tác phẩm Lạy Mẫu Anh Linh, sáng tác Bùi Tuấn Ngọc, qua phần trình diễn của quán quân Sao Mai, Trịnh Núi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn ca sĩ Trịnh Núi cùng các nghệ sĩ múa. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Sầm Thập Ân Theo Đảng Trọn Đời, qua sự thể hiện của nữ ca sĩ đã được lựa chọn là top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, ca sĩ Hà Miêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh con ra công mẹ cũng lắm, công cha thời nhiều nào là khi ối con ơi bồng bế con giữa nâng niu. Con về là thấy tia nắng ở giữa rừng hôm nay, và chẳng có gì có thể đong đếm được công sinh thành của mẹ cha. Nhưng cũng chẳng hy vọng bất cứ thứ gì khi mẹ về già. Vì chỗ ướt thì mẹ đã nằm và để chỗ khô này dành cho con. Chỉ mong con một đời nhã nhặn và đừng tự biến mình thành vô ơn. Mẹ còn thương thì còn mắng, mặc tim đau. Cái khô đừng dồn đến dại, tức giận cũng lặng im mau. Rất dễ dàng để con nói yêu và lập một gia đình mới. Biết là khó để nói từ thương, nhưng mong câu yêu con nói thành lời. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị được lắng nghe ca khúc với tựa đề là Sẩm Thập Ân, Công Cha Ngãi Mẹ Sinh Thành. Và ngay sau đây để tiếp tục chương trình thì Hà Miêu xin phép được gửi tới quý vị một ca khúc Sẩm Thập Ân nữa, cũng là một sáng tác của nghệ nhân Hà Thị Cầu, một sáng tác với tựa đề Theo Đảng Chọn Đời. Xin mời quý vị cùng đón nghe ca khúc này ạ. Từ khi mới sinh con đã biết
kiếp thân cho ca sĩ đã mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, công cha nghĩa mẹ ơn thầy, bà chị hiếu ấy là người chớ quên. Thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Biển rộng mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng khó phủ kín công cha. Và xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, các bậc chư tôn đức, quý thủ nhang Thanh Đồng Đạo Quan, quý thiện nam tín nữ, nhân dân địa phương và quý ân nhân khách quý thập phương đang hiện diện trang trọng trong chương trình đặc biệt tôn vinh thánh ý hạnh hiếu của Thánh Mẫu, tri ân các bậc đấng sinh thành tại linh tử tối thượng cô bé Ngai Vàng, xóm Rồng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân tiết thanh minh vận trình niên Giáp Thìn năm 2024, chính tiệc Đức Quốc Mẫu Nghi Thiên Hạ, người mẹ muôn dân Thánh Mẫu Liễu Hạnh, hai quý đệ tử Thanh Liêm và Mỹ Lan xin được cung chúc quý vị đại biểu, các bậc chư tôn đức, quý thủ nhang Thanh Đồng Đạo Quan, quý thiện nam tín nữ, nhân dân địa phương, quý ân nhân khách quý thập phương cùng bách gia trăm họ một năm mới quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, chứng nhân được cát khánh, bách tín được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Kính thưa quý vị thân mến, từ thủa hồng hoang, con cháu Lạc Hồng, dân tộc Việt Nam con rồng cháu tiên, ông cha ta đã xem hiếu là một trong những giá trị hàng đầu của đạo đức con người. Trải qua hàng nghìn năm dựng cơ đồ và giữ yên bờ cõi, cháu con hậu nhân, những thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang noi theo, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hay truyền tụng bách hiện hiếu vi tiên, tức trăm ngàn việc thiện thì chữ hiếu đứng đầu. Nói đến đây, thưa quý vị, từ sâu thẳm trong tâm thức văn hóa dân gian khắp trong Nam ngoài Bắc, nhân dân ta luôn có sự ngưỡng vọng, gửi gắm niềm tin ở Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Nghi Thiên Hạ, người mẹ của muôn dân, nhưng trước hết là chiêm nghiệm, cảm thụ tích xưa truyền thụ về đức hạnh hiếu lễ tiết anh linh của Tiên Mẫu, một trong tứ bất tử Việt Nam. Vào tháng 3 âm lịch hàng năm, người người, nhà nhà, nô nức, thổn thức hướng về nương tựa cửa mẫu để tỏ lòng báo hiếu, noi theo đức hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu. Không chỉ là các Thanh Đồng Đạo Quan, mà đông đảo tầng lớp nhân dân đều đang phát huy truyền thống sống tốt đời, đẹp đạo, nhớ ơn và báo hiếu với các bậc sinh thành. Vâng thưa quý vị, như là một mối duyên lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và Thánh Mẫu cung phù bảo trợ, tiếp nối thành công từ chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên mùa 1 năm 2023. Năm nay, đúng chính tiệc lớn nhất của Đạo Mẫu Việt Nam trùng hợp với sự kiện của những ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,
và đồng thời năm 2024 cũng là năm kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nam Sơn 1954-2024, huyện Sóc Sơn. Cùng không khí sôi nổi nhiệt thành của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Nam Sơn đang ra sức thi đua hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng địa phương văn minh và giàu mạnh. Ngày hôm nay, đền thượng Ngai Vàng thực sự trở thành cầu nối giúp cho các vị khách quý tham gia, các quý thanh đồng đạo quan, quý ân nhân đệ tử có cơ hội để tri ân, thể hiện lòng hiếu đế và báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ và người thầy cao cả chốn dương gian đã giúp ta tìm về nguồn cội, báo kính tiền nhân, vun trồng cây đức, vuông tròn quả phúc ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Và thưa quý vị, đến sự chương trình ý nghĩa này, xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng các quý vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư sử học Lê Văn Lan. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận và phê bình nghệ thuật văn học Trung ương, nguyên Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Xin trân trọng giới thiệu Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá nghệ sĩ nhân dân Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Nhà hát kịch Quân đội. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Tiến Dũng, nguyên trưởng ban tôn giáo thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan Oanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng Giám đốc VNCCD. Xin được giới thiệu ông Đỗ Văn Chính, Giám đốc kênh VTC10, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cùng với đại diện của lãnh đạo chính quyền tại địa phương và chính quyền sở tại ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự nhiệt thành của quý vị đại biểu đến từ xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đã hiện diện trong chương trình ngày hôm nay. Về phía đền cô bé Ngai Vàng, xin trân trọng giới thiệu đồng thầy Huyền Tích, Mộc Ân Thủ Giang, thanh đồng đền cô bé Ngai Vàng, tổng chỉ đạo nội dung chương trình ý nghĩa hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu và trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và tại địa phương đã hỗ trợ truyền thông và các đơn vị nhà tài trợ đã hiệp tâm đóng góp, và đặc biệt là sự hiện diện vô cùng quý báu của các tân thạch đồng đệ tử cùng với quý thân phụ thân mẫu, bách gia trong họ gần xa, quý nhân dân địa phương đang có mặt tại Ngai Vàng Thượng Linh Tử thờ cô bé Ngai Vàng ngày hôm nay, xin được nồng nhiệt chào mừng. Kính thưa quý vị, tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt là tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng nội sinh rất đặc sắc của dân tộc ta, và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 1 tháng 12 năm 2016. Tự hào truyền thống cha ông, tự hào con rồng cháu tiên, mãi mãi khắc ghi ơn người, tiên mẫu đạo hiếu Việt Nam, mãi mãi khắc ghi lưu truyền, bách thiện hiếu vì tiền. Và để hiểu hơn về ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng thầy Huyền Tích, Mộc Ân Thủ Nhang thanh đồng đền cô bé Ngai Vàng, tổng chỉ đạo nội dung chương trình ngày hôm nay, là người đã đưa ra tâm nguyện, ý tưởng và tổ chức lên có vấn từ khai mạc chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Mộc Ân thanh đồng Huyền Tích. Lạy mẫu anh linh, trên con ơn nhờ tiên thánh đình thần tam tứ phủ, ơn nhờ tiên cô bé Ngai Vàng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, chư thanh đồng đạo quan cùng bách gia trăm họ, kính thưa các bậc sinh thành nay không quản đường xá xa xôi về chứng minh buổi lễ ngày hôm nay, thật vinh dự có sự hiện diện của giáo sư sử học Lê Văn Lan về chứng minh buổi lễ, cùng có các cơ quan ngôn luận báo chí truyền thông, các đơn vị tài trợ, cùng các chư thanh đồng đạo quan bách gia chăm họ. Tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mẫu, đến hẹn lại lên. Vào tháng 3 âm lịch hàng năm,
cả nước cung nghênh đón tiệc cả tiệc mẫu, cũng là tháng tiệc lớn nhất của đạo mẫu trong năm. Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2024, tức ngày mùng 3 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại đền Cô Bé Ngai Vàng, Sóc Sơn, Hà Nội. Đón tiệc mẫu với nghi thức tổ chức lễ hội tri ân cha mẹ noi theo gương hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu, nhằm giáo dục con người đến chân thiện mỹ. Đạo mẫu, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, Thánh Mẫu là sự kết tinh của văn hóa dân tộc. Mẫu là một trong tứ bất tử, lòng tự tôn của dân tộc, của người Việt, đại diện cho lòng biết ơn, là biểu tượng của sự hiếu thảo, sự chung thủy, tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đất nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm, là sự kết nối văn hóa các vùng miền xích lại gần nhau, là sự đoàn kết của dân tộc, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Đó là đạo lý của dân tộc ta. Chính vì ý nghĩa đó, với trách nhiệm là người con của mẫu, người con dân Việt Nam, với lòng kính trọng mẫu, tôi đã phát nguyện cùng với các thanh đồng bản hội, cùng với các thanh đồng cả nước, tại đền Cô Bé Ngai Vàng, nay buổi lễ tri ân đấng sinh thành được noi theo gương hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu, tri ân đấng sinh thành. Thật hạnh phúc và biết ơn tới các đấng sinh thành dưỡng dục đã không quản ngại đường xá xa xôi về tham dự chứng minh buổi lễ ngày hôm nay để cho chúng con được tri ân công đức tới đấng sinh thành. Chúng con sẽ cố gắng tu sao cho tốt đời, đẹp đạo và nguyện noi theo gương hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tới các vị khách quý, các ban ngành đoàn thể, báo đài truyền thông cùng bách gia trăm họ hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi về tham dự buổi lễ Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, bình an. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép buổi lễ Bách Thiện Hiếu Vi Tiên xin được bắt đầu. Và thưa quý vị, trong chương trình ý nghĩa này, chúng ta cũng vô cùng vinh dự được trân trọng chào đón sự hiện diện của giáo sư sử học Lê Văn Lan. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời giáo sư sẽ cùng lên để chia sẻ với tất cả các quý vị đang có mặt tại đây về chữ hiếu trong đạo làm con. Xin được kính mời giáo sư ạ. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu và khách quý, kính thưa các vị thanh đồng đạo quan, con nhang đệ tử, thiện nam tín ngưỡng, bốn phương trời, mười phương Phật, hôm nay tụ hội ở đền Cô Bé Ngai Vàng. Thưa quý vị, lẽ ra sáng nay, giờ này, tôi phải có mặt ở Hoàng Thành Thăng Long, Hoàng Thành Thăng Long, để làm lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 996 năm ngày mất của Đức Vua Lý Thái Tổ. Nhưng tôi đã chọn hôm nay, giờ này, tại đây, đến đây để thưa hầu các quý vị một sự tích, một sự kiện cực kỳ quan trọng trong lịch sử nước nhà, cũng vào cái dịp 996 năm về trước, là ngày Đức Lý Thái Tổ băng hà. Sự kiện đó được lịch sử gọi là loạn Tam Vương. Tam Vương ở đây là Vũ Đức Vương, Đông Chính Vương và Dực Thánh Vương, là ba người
em và con của vua Lý Thái Tổ. Theo di chiếu lúc mất, vua Lý Thái Tổ chọn thái tử Lý Phật Mã để lên ngôi hoàng đế, kế vị ngai vàng của Lý Triều. Nhưng khi các quan theo di chiếu rước thái tử Lý Phật Mã vào cửa đông tường phủ của Hoàng thành Thăng Long, nhập cung đến điện Càn Nguyên làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế, thì bỗng nhiên ở đấy ba vương Dực Thánh, Vũ Đức, Đông Trinh dẫn binh mã ầm ầm kéo vào chính điện Càn Nguyên và lật đổ ngai vàng của nhà Lý, phế bỏ thái tử Lý Phật Mã để tự mình tranh ngôi hoàng đế nước Đại Việt triều Lý. Một cuộc phản đảo chính đã diễn ra ngay lúc ấy, và vị tướng trung thành của thái tử Lý Phật Mã là Lê Phụng Hiểu lúc ấy đã được thuận tình của thái tử, được phép xung trận dẹp loạn. Và lịch sử vang vọng ghi nhớ mãi tiếng thét xung trận dẹp loạn tam vương của tướng Lê Phụng Hiểu. Đó là: làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, thần là Lê Phụng Hiểu xin dâng các vua thanh gươm này, và tuốt gươm xung trận chém chết tại trận Vũ Đức Vương. Hai vương kia, Dực Thánh Vương, Đông Trinh Vương, hoảng sợ cắm đầu dẫn quân chạy tàn mát. Cuộc dẹp loạn tam vương thành công. Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi hoàng đế Lý Thái Tông, và việc đầu tiên ngài cho xây dựng lại chính điện Càn Nguyên đã bị đổ vỡ trong chiến tranh vừa rồi, và xây dựng lại thành chính điện Thiên An. Đó là sự yên ổn từ trời ban xuống. Việc thứ hai, ngài tổ chức thực hiện cái việc yên ổn từ trời ban xuống bằng một hội thề. Ngài chọn cái địa điểm đền thờ thần Đồng Cổ, tức là thờ thần Trống Đồng, bây giờ vẫn tọa lạc ở phường Bưởi của thủ đô Hà Nội, và tổ chức ở đấy một lễ hội ăn thề rất long trọng nhưng cũng rất nghiêm trang, nghiêm khắc. Đó là bắt tất cả các vương hầu, khanh tướng, văn võ, bá quan đến tụ hội ở đền Đồng Cổ thờ thần Trống Đồng mà đọc lời thề. Lời thề rất nghiêm khắc là: làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, thần minh chu diệt. Chúng ta nhớ lại lời thề trung hiếu ở đền Đồng Cổ ngày ấy cho đến bây giờ vẫn thường niên được tổ chức vang vọng non sông đất nước, và có giá trị cảnh báo cực kỳ hiệu quả. Cái lời thề ấy, xin nhớ lại, nó dựa vào tiếng thét xung trận của tướng quân Lê Phụng Hiểu
khi dẹp loạn Tam Vương. Chúng ta nhớ lại, Lê Phụng Hiểu đã thét: làm tôi bất trung, làm con bất hiếu. Thần Lê Phụng Hiểu xin dâng các vương thanh gươm này. Đấy là lời Lê Phụng Hiểu. Bây giờ thành lời thề ở hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ. Nó thành ra là: làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, thần minh chu diệt. Thưa quý vị, câu thề thứ hai: làm con bất hiếu. Đấy là phản đề, cách nói ngược lại cái yêu cầu, cái giá trị tuyệt vời của đất nước, của dân tộc này là chữ hiếu. Bây giờ mà bất hiếu thì sao? Thần minh chu diệt. Thưa các thầy, thưa các cô, lịch sử chúng ta 996 năm trước, nhân ngày Lý Thái Tổ băng hà, đã diễn ra cái sự kiện làm nguồn cội cho sự hình thành ở năm 1028. Cái giá trị của cái chữ hiếu là một đặc sản, một sản phẩm vô cùng quý giá của dân tộc, của văn minh, của văn hóa Việt Nam là như thế. Cái chữ hiếu đó, trước năm 1028, đến cả mấy nghìn năm, vào thời Hùng Vương dựng nước đầu tiên của đất nước chúng ta, thì đã có một tiền lệ cực kỳ xuất sắc. Đó là Đức Thánh Chử Đồng Tử, Đệ Tam Tứ Bất Tử. Thánh Chử Đồng Tử trước Lý Thái Tông cả mấy nghìn năm đã thực hành, đã biểu hiện ra cái giá trị chữ hiếu của dân tộc bằng hai động tác cực kỳ hiếm ít và lạ lùng. Ấy là: thứ nhất, gia đình nghèo khó nhưng cần lao, và người cha chẳng may qua đời, cả hai cha con chỉ có một chiếc khố để đóng chung mà sống mà làm việc. Bây giờ người cha mất, người con Chử Đồng Tử không nỡ để người cha được chôn cất mà không có gì mặc trên người. Cho nên chiếc khố duy nhất là tài sản của gia đình, bây giờ đã được Chử Đồng Tử dâng cho người cha làm đồ khâm liệm và chôn cất cho được tử tế. Đấy là chữ hiếu của Chử Đồng Tử mấy nghìn năm trước Lý Thái Tông. Còn tiếp theo, chữ hiếu của Chử Đồng Tử với công chúa Tiên Dung, ấy là khi họ làm ăn khấm khá, xây dựng được cả một vùng đô thị trù phú, bây giờ là ở huyện Khải Châu bên sông Hồng, thì Đức Hùng Vương thứ 18 nổi giận vì người con gái công chúa Tiên Dung của mình đã trái lệnh cha mà kết hôn cùng Chử Đồng Tử, và đã ngang nhiên xây dựng được cả một vùng trù phú mà vượt cả kinh đô Văn Lang của vua Hùng Duệ Vương. Ngài liền đem quân đi trừng phạt Tiên Dung và Đồng Tử. Bây giờ thì cái chữ hiếu lần thứ hai của Chử Đồng Tử được tỏ ra, không dám chống lại cha của mình. Hai người đã làm phép trong một đêm đánh sụt cả cái cơ ngơi trù phú của mình xuống
thành một miền đầm nước mênh mông, và rồi cùng hóa thân bay lên trời để tránh việc trừng phạt của người cha mà họ không thể chống lại. Chữ hiếu lần thứ hai được chữ động từ xây dựng để lại cho các đời sau bây giờ vẫn còn tồn tại ở vùng đầm nhất dạ trạch, vùng đầm nước hình thành chỉ trong một đêm. Vậy là thưa quý vị, vẫn là chữ hiếu ấy, đến thế kỷ 19, dân tộc ta có hoàng đế Nguyễn Tự Đức là một người con nổi tiếng trong hoàng tộc, trong hoàng gia, nhân danh hoàng đế nước Việt, nhưng mà vô cùng kính yêu, thờ phụng, mến phục người mẹ của mình, đó là Hoàng Thái Hậu Từ Dụ. Vua Tự Đức ở thế kỷ 19 đã ban một cái lệ, ấy là vào ngày lễ thì thiết triều, tức là ngày 1, ngày 3, cho đến ngày 15, cho đến ngày cuối tháng. Nhưng mà ngày chẵn, tức là mồng 2, mồng 4, mồng 6, 15 ngày trong một tháng đều đặn đến hầu chầu mẹ của mình là Hoàng Thái Hậu Từ Dụ. Và trong những buổi 15 lần một tháng như thế, hầu mẹ, chầu mẹ, vua Tự Đức lắng nghe lời dạy dỗ của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ và tất cả những lời dạy của người mẹ hiền ấy, nhà vua đều ghi chép rất cẩn thận vào một tập sách bây giờ là bảo vật của hoàng gia nhà Nguyễn. Thưa quý vị, chữ hiếu đã hình thành, đã thành hình như một giá trị đặc biệt của dân tộc, đã hình thành và đã truyền nối thành một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc là như thế. Bây giờ chúng ta đang được chứng kiến Nho giáo, đạo nho, nho học, các nhà nho, bên cạnh việc vận dụng chữ hiếu trong học thuyết tam cương của Nho giáo, quân thần, phu phụ, phụ tử, để ứng đối thành cái cương lĩnh ba điều quan trọng nhất trong đời sống của những người theo Nho giáo, Nho học, ấy là trung với vua, hiếu với cha mẹ. Nho giáo đã là như thế, Phật giáo làm sao? Phật giáo đã biết khai thác ngày rằm tháng 7 làm thành lễ Vu Lan báo hiếu dựa trên cơ sở của ngày rằm tháng 7 cúng cô hồn, xóa tội vong nhân của văn hóa, của lịch sử dân tộc, mà kết hợp lại đưa chữ hiếu vào trong hệ thống tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật. Vậy là đạo Nho, đạo Phật đã tích hợp, đã khai thác rất khéo, rất giỏi chữ hiếu của lịch sử, của văn minh, của văn hóa, của văn hiến thi thư dân tộc để làm thêm những giá trị cho tôn giáo, cho tín ngưỡng của mình. Bây giờ, tín ngưỡng thờ mẫu tam tứ phủ và đặc biệt việc hình thành hình thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam tứ phủ đã được thế giới công nhận từ năm 2016. Thì sao? Chúng ta đang có trên khắp nước Việt yêu dấu
hàng trăm, thậm chí hàng nghìn những cơ sở thực hành tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ. Nhưng mà ở đấy, ở hàng trăm, hàng nghìn cơ sở và nơi thờ mẫu Tam Tứ Phủ như thế, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, chỉ có một loạt những hình thức thực hành tín ngưỡng mà được UNESCO công nhận, đó là lên đồng, hầu bóng, hát văn, chầu văn. Không có ở đâu một chữ hiếu được cài lồng tích hợp vào đó. Duy nhất chỉ có ở đây, ở đền Cô Bé Ngai Vàng này, lần thứ nhất năm 2023 và năm nay 2024, thầy Huyền Tích trụ trì đền Cô Bé Ngai Vàng năng nổ, thành kính, tích cực, giàu sáng tạo, khiến cái nơi này trở thành một địa điểm, một phủ điện rực rỡ hào quang của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ. Đồng thời, lần thứ nhất, lần thứ hai và duy nhất và hiếm ít trong thế giới, những phủ đệ điện thờ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ mà có được sự cài lồng, sự tích hợp chữ hiếu vào trong nội dung tư tưởng tôn giáo tín ngưỡng của mình và trong các lễ thức thực hành tín ngưỡng tôn giáo tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ. Điều này quý giá vô cùng. Cho nên giờ này, lúc này, tại đây, tôi tin rằng Thánh Cô Bé Ngai Vàng, trước lòng thành, trước sự sáng tạo và trước giá trị tổng hợp từ tất cả những con người quý hóa đang có mặt ở đây, thì Thánh Cô Bé Ngai Vàng chắc chắn đang hiện diện ở nơi cao xanh kia để chứng giám, để phù hộ độ trì cho sự nghiệp đưa chữ hiếu vào trong hệ thống của những cơ sở thực hành và tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ như ở đền Cô Bé Ngai Vàng này. Kính xin Thánh Mẫu Hiền Linh phù hộ độ trì cho sự nghiệp của ngôi đền này, của địa phương này, của đất nước này, và đặc biệt ở bốn chữ mà Đại hội Đảng lần thứ ba luôn luôn nhấn mạnh: khát vọng phát triển. Trong khát vọng phát triển ấy có nguồn lực là niềm tin, là văn hóa, là tín ngưỡng. Trong đó có việc tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ, và bây giờ ở đây giờ này tích hợp vào cả cái giá trị của chữ hiếu trường tồn của dân tộc. Cần cao. Trân trọng cảm ơn chia sẻ vô cùng quý báu của giáo sư sử học Lê Văn Lan. Và ngay sau đây, Mộng Ân Thủ Nhang Thanh Đồng, đền Cô Bé Ngai Vàng, tổng chỉ đạo nội dung chương trình, đồng thầy Huyền Tích, có bó hoa tươi thắm để tri ân sự hiện diện đặc biệt, quý báu và sự chia sẻ vô cùng thấm nhuần của giáo sư sử học Lê Văn Lan. Xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa
để trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chia sẻ quý báu của giáo sư sử học Lê Văn Lan. Thưa quý vị. Thưa quý vị, những lời chia sẻ vô cùng quý báu của giáo sư sử học Lê Văn Lan để tất cả chúng ta đều cảm thấy vô cùng xúc động và nhìn lại chính bản thân mình, đặt ra một câu hỏi rằng mình đã vẹn tròn chữ hiếu hay chưa? Thưa quý vị, giáo dục truyền thống đạo hiếu chính là uống nước nhớ nguồn. Cái hiện tại bắt đầu từ quá khứ, tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. Giáo dục đạo hiếu truyền thống phải được mỗi gia đình và toàn xã hội chú trọng quan tâm. Một đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, trong đó có sự đóng góp rất lớn của những người con có đạo hiếu. Thưa toàn thể quý vị, khách quý, cùng với đại diện của rất nhiều các tổ chức, các cá nhân tham dự chương trình ngày hôm nay, có thể khẳng định được rằng đạo mẫu Việt Nam, đạo của hồn thiêng sông núi, của sự kết tinh văn hóa dân tộc, khi Thánh mẫu Liễu Hạnh là một trong tứ bất tử của người Việt, khi Ngài hạ phàm đại diện cho lòng biết ơn, là biểu tượng của sự hiếu thảo, sự thủy chung tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đất nước chống giặc ngoại xâm, là sự kết nối văn hóa các miền xích lại gần với nhau, là sự đoàn kết của toàn dân tộc và là ý thức tôn sư trọng đạo. Và tất cả những nội hàm của gương hiếu hạnh Đức Thánh Mẫu nhằm giáo dục con người đến với chân, thiện, mỹ. Và thưa quý vị, tất cả những điều này sẽ được truyền tải. Và chúng tôi cũng rất mong muốn trong khổ chương trình ngày hôm nay được lắng nghe thêm những ý kiến đóng góp của Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, nguyên trưởng ban tuyên giáo, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Ngài sẽ cùng lên sân khấu để cùng chia sẻ thêm về những giá trị nhân văn, những ý kiến đóng góp để cho chương trình của chúng ta được hoàn thiện hơn. Xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Bùi Thế Đức. Kính thưa giáo sư sử học Lê Văn Lan, kính thưa các đồng chí đại diện cho các bộ ban ngành của Trung ương, các nhà tài trợ, kính thưa bà con cô bác, hôm nay tôi rất là xúc động và phấn khởi được đến dự sự kiện do Thủ Trang Huyền Tích tại đền Cô Bé Gai Vàng, xã Lam Sơn và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Sau khi nghe giáo sư Lê Văn phát biểu thì tôi và mọi người cũng có chung cảm nhận là cái sự phát biểu của giáo sư là quá đủ rồi, quá xúc động. Và tôi cũng như học trò thầy Lan, như người ta nói là đứng trước biển, mọi dòng sông đều nhỏ. Và thế mà theo đề nghị của ban tổ chức thì tôi cũng xin có mấy lời. Toàn về chữ hiếu thì trong văn học và trong truyền thống của chúng ta mấy cả năm lịch sử thì đây là cái truyền thống rất quý báu của dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng là mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy. Và thế và cái hạnh phúc của những gia đình như tôi sôi nói thì đều có vẻ giống nhau. Nhưng mà cái nỗi bất hạnh thì không gia đình nào giống gia đình nào. Đấy là người ta chỉ về những cái gia đình mà con không nghe lời cha. Và trong truyền thống từ thời phong kiến đến nay thì cái nỗi bất hạnh nhất của cha mẹ chính là con bất hiếu. Và đấy, thì tôi muốn nói lại cái lịch sử của dân tộc. Thế trên là trong các nghị quyết của Đảng về văn hóa, về văn học nghệ thuật của chúng ta thì cũng đều nói nhấn mạnh đến cái việc mà giáo dục chân thiện mỹ cho con người. Thế và ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh thì Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương của chúng tôi cũng tổ chức hội thảo khoa học về cái giáo dục thẩm mỹ trong các trường đại học cho đối tượng thanh niên sinh viên. Thì các nhà khoa học ở phía Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh thì thấy cái chủ đề rất hấp dẫn và đã có 24 bản tham luận gửi đến hội thảo và có 11 ý kiến phát biểu. Thì khi phát biểu thì tôi cũng có nói là cái giáo dục thẩm mỹ này nó không chỉ giúp cái phát triển chân thiện mỹ cho con người mà nó giúp khắc phục cái tình trạng vô cảm đâu đó vẫn còn tồn tại trong xã hội ta.
tức là có nhiều căn bệnh nhưng mà cái căn bệnh vô cảm, và đấy cũng đã thể hiện một cái nét của bất hiếu. Thế thì các nhà khoa học rất đồng tình với cái ý kiến đề dẫn của chúng tôi, và trong phát biểu thì cũng có nhiều nhà khoa học đề cập đến. Thế trên đầu hôm nay được thay mặt Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương đến dự, chúng tôi làm về công tác văn học nghệ thuật, và thì sau khi nghe giáo sư Lê Loan phát biểu rồi tiếp xúc với lại các đại biểu thì chúng tôi thấy rằng là Thủ Nhang Huyền Tích tổ chức cái lễ hội này, cái sự kiện này có ý nghĩa vô cùng to lớn, vì Đảng ta nói rằng là phải đặt văn hóa ngang hàng với sự phát triển về chính trị, kinh tế, xã hội. Thế và tôi cũng mong rằng là từ cái lễ hội đầu tiên này thì Huyền Tích tiếp tục tổ chức những cái sự kiện khác, và cũng là nơi mà các cái bà con cô bác, các cái đệ tử tụ tập về đây để chúng ta có những cái sự kiện được nghe những điều hay lẽ phải, và cũng cùng chung cái sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Và một lần nữa tôi xin kính chúc các giáo sư Lê Văn Lan, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành, toàn thể bà con cô bác, anh chị em ở đây một năm có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, và chúng ta chung lưng, chung lòng đoàn kết xung quanh ban chấp hành Trung Đảng để xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển. Và xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Bùi Thế Đức, và xin được trân trọng kính mời Mộc An, Thủ Nhang, đồng thời Huyền Tích sẽ tặng hoa để cảm ơn và chia những tình cảm của tiến sĩ Bùi Thế Đức đến với sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Thanh Mâu Liễu Hạnh là một trong tứ bất tử của người Việt. Khi ngài hạ phàm đại diện cho lòng biết ơn, biểu tượng của sự hiếu thảo, sự chung thủy tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đất nước chống giặc ngoại xâm, sự kết nối văn hóa các vùng miền xích lại gần nhau, là sự đoàn kết dân tộc, tôn sư trọng đạo. Và tất cả những nội hàm gương hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu nhằm giáo dục đến con người tới chân thiện mỹ. Và ngày hôm nay, trong chương trình ý nghĩa này sẽ được truyền tải qua trích đoạn kịch Tích Xưa Hiếu Hạnh, Gương Mẫu Anh Linh. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Văn Báu trong vai thân phụ Phạm Thái Ông, nghệ sĩ gạo cội Bích Thủy trong vai thân mẫu, diễn viên Ngọc Dung vai bà đỡ, và tâm hồn thanh khiết như thủa thơ ấu của Thánh Mẫu, bé Tuệ Nhi. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn này, và chúng tôi rất mong rằng chúng ta sẽ dành những giây phút thực sự trang trọng và ý nghĩa để hướng tâm, hướng lòng, hướng trí cho tích xưa hiếu hạnh của Thánh Mẫu. Ông ơi, tôi đau quá. Bà đau quá ông ơi. Bà chịu khó cố, cố bị đau, cố lên một tí để tôi, bà đỡ sang ngay bây giờ đấy mà. Cố lên nhá. Đau quá ông ơi. Đau quá. Ôi trời ơi, sao trời lại mưa to gió lớn như thế này. Khổ quá. Mà cái bà, ôi làm sao phải đến bây giờ vẫn chưa đến cơ chứ. Bà chịu khó chờ một tí. À tôi đây. Ôi giời ơi, làm sao mà bà lâu thế. Trời mưa to quá ông ạ. Thế ạ. Thế bà ấy đâu? Vâng, bà nhắn cho tôi ở trong buồng. Đâu ông ơi. Ông ơi, thế ông đã chuẩn bị như lời tôi dặn nước nóng cả khăn chưa? Ôi giời ơi, đủ hết cả rồi, chỉ còn chờ có bà thôi. Bà để tôi bà giúp cho cái. Đau quá, bà ơi, tôi đau quá. Đây, có tôi đây rồi. Bà chịu khó nhá, lấy hơi giữ sức nhá, nào. Ôi lời ông trời, đừng xót cho vợ con ạ, vượt qua được, đau cạn này. Nào, đau quá. Bà giữ sức nhá, nào. Lấy hết sức nhá, cố đẩy ra nhá. Nào, ra rồi. Ôi trời, thế là sinh ra rồi à. Ôi trời ơi,
thì mừng quá. Mừng cho ông bà sinh ra được một cô bé da trắng, môi đỏ, mái tóc còn đen láy nhá. Yêu quá. Kỳ lạ chứ. Đang bỗng nhiên mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, bỗng nhiên là tạnh rồi, trời quang mây tạnh rồi. Ôi trời ơi, đúng là ông trời ban phước cho vợ chồng chúng con. Ông Thái ơi, ông xem con bé này. Ôi ông ơi, cháu đây à? Ông ơi, vừa mới chào đời miệng đã mở to ra. Cười xinh quá ông ạ. Này, đôi mắt còn to tròn đét láy, yêu quá ông ạ. Ông mở mắt thật đây. Sao đã mở mắt được rồi à? Yêu quá. Lạ quá ông ạ. Từ người cô bé tỏa ra một mùi hương thơm đến kỳ lạ. Thật không? Ông ơi, như thế này chắc chắn là thần tiên chứ không phải người thường đâu mà. Vâng, cho tôi xin. Cô bé ra cha bồng nhá. Vâng ạ. Ôi, con gái yêu quý. Ôi, đúng thật rồi. Ôi trời ơi, đúng là trời thương cho nên là cho con được sinh ra. Ôi. Ông ơi, thế hai ông bà đã đặt tên cho cô bé chưa ạ? Vợ chồng tôi tuổi cũng đã cao, lại được trời ban phước cho như thế này. Tôi sẽ đặt tên cho cháu là Phạm Thị Tiên Nga. Phạm Thị Tiên Nga. Ôi ông ơi, cái tên này hay quá, hợp quá không ạ? Cứ như là thần tiên, như là hàng Nga giáng trần đấy ông ạ. Ông bà ấy hiền lành đức độ, nên ở tuổi này trời mới thương ban cho ông một cô gái xinh xắn ngoan ngoãn như thế này đấy ông ạ. Ông ơi, bây giờ ấy, bà vừa sinh nở xong mẹ tròn con vuông rồi. Tôi xin phép ông tôi lại nhà ông nhá. Vâng, hôm khác tôi sang thăm bà sau. Vâng, mời bà về. Ông này, tôi dặn thế này nhá. Dạ. Bà vừa mới sinh xong, vâng, vẫn còn mệt. Vâng. Ông chăm bà cho nó cẩn thận ông nhá. Vâng, cảm ơn sự chú đáo của bà. Vâng. Bà về nhá, cô Tiên nhá. Vâng. Đáng yêu quá. Vâng. Tôi về đây ạ. Dạ vâng ạ. Bà đi thông thả ạ. Trời ơi. Ôi con ơi. Cha mẹ hạnh phúc lắm, mừng lắm. Bà ơi. Bà ơi, con chúng mình đẹp lắm, xinh lắm này. Con lóng lánh tinh thần, mây ngần vành nguyệt, dáng ngần vóc xương, má đào môi hạnh phi thường, giá so tố nữ tiên nương khôn bỉ. Gặp cảnh lão bạn xanh châu, Phạm Thái ông cùng Phạm Thái bà chăm nom săn sóc một cách khác thường, không thể kể hết được. Thực là yêu như ngọc giấu như ngà, nâng trâu rún biển, hứng hoa lưng trời. Màn the chướng gấm thành thơi, thâm khuê dưỡng dục khác vời tiên cung. Từ ngày hạ sinh Tiên Nga, cả gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tiên Nga được Phạm Thái ông và vợ hết mực yêu thương. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Tiên Nga ngày một lớn, còn vợ chồng Phạm Thái ông cũng già yếu đi nhiều. Cất vào đây cho mẹ.
Ôi, dạ, con mời cha mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi ạ. Sạch sẽ tình tường quá. Uống nước. Có con ở nhà đấy, mọi cái nó chu toàn thế. Dạ vâng. Con mời cha uống nước ạ. Dạ xin. Con mời mẹ uống nước ạ. Gia đình mình có phúc sinh được con gái như thế này đấy ông ạ. Uống đi. Cha mẹ ơi, có gì để con? Con lúa nhà ta năm nay có tốt không ạ? Rất tốt, nhưng mưa nhiều cỏ mọc thì nhổ hết ruộng này ruộng kia đã mọc ngay rồi con ạ. Không phải là cỏ mọc nhanh mọc ngay như thế đâu, mà chẳng qua bây giờ là chúng mình già rồi, nhổ cỏ nó không kịp. Vậy thì từ ngày mai cha mẹ cho con ra đồng nhổ cỏ với ạ? Không được. Không được. Con còn nhỏ, ra đồng gió máy rồi con lại ốm ra. Con cứ ở nhà ngoan ngoãn đấy, chăm lo cửa nhà cho cha mẹ như thế này là vui rồi nhá. Cha mẹ con khỏe, con có thể làm đồng được mà. Dạ thưa cha, thưa mẹ, con có chuyện muốn thưa ạ. Ôi, có chuyện gì đấy? Dạ cha mẹ ngày một già rồi, con đây cũng đã lớn, con ở nhà một mình cũng buồn lắm. Hay là từ ngày mai cha mẹ cho con ra đồng làm việc với ạ? Con còn nhỏ thì con làm việc nhỏ ạ? Cha đồng ý nhá. Mẹ. Không nói gì, tức là cha mẹ đồng ý rồi nhá. Thôi, để con vào trong nhà lấy nước ra cho cha mẹ rửa mặt cho mát ạ. Đấy. Tầm tuổi này con nhà người ta còn mải chơi, vô lo, vô nghĩ. Thế mà con nhà mình đã biết đỡ đần cha mẹ rồi đấy. Đúng là cảm ơn thiên Phật, trời Phật đã thương, đã cho chúng con vợ chồng già một đứa trẻ thủy mị nết na, lại thông minh hiếu thảo. Đấy, cái cuộc đời này chúng mình là quá mãn nguyện rồi, không còn gì mà phải tiếc nuối nữa bà. Uống nước đi. Dạ, có nước rồi ạ. Để con có khăn cho cha mẹ lau mặt ạ. Con mời cha lau mặt ạ. Bà dùng đi. Thôi ông cứ rửa mặt trước đi. Bà dùng đi. Con mời cha lau mặt ạ. Mệt lắm con ạ. Ồ, Tiên Nga. Tiên Nga. Dạ. Sao mà con lại phải khóc? Hay là có ai bắt nạt con à? Dạ không ạ. Cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, nay thấy cha mẹ già mà con chưa báo hiếu với giúp được việc gì, người có lỗi quá. Con còn nhỏ, báo bì không cái gì. Nên con, cha mẹ vẫn còn khỏe, vẫn còn đi làm đồng được mà. Con à, có con cha mẹ vui lắm, đây là phúc lộc trời cho con, không phải lăn tăn cái gì cả, không phải nghĩ gì cả. Có con vui nhà vui cửa, cha mẹ rất là ấm lòng và rất là thương con nhá. Dạ cơm nước con đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bây giờ con mời cha mẹ vào trong nhà xơi cơm ạ. Con vào đi. Chủ toàn lắm. Thank you.
thời gian thấm thoát trôi qua, tuổi của hai vợ chồng ngày một cao, sức khỏe cũng phai tàn. Phạm Thái Ông mắc bệnh nặng, dù đã thuốc thang nhiều ngày nay nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Phạm Thái Ông nằm trên giường liên tục ho khan. Phạm Thái Bà sầu não bên cạnh xoa bóp cho chồng. Tôi đã nói rồi, ông đang yếu, cứ ở trong phòng. Ra ngoài này nó gió máy ra. Tôi biết, nhưng nằm mãi ở trong phòng nó khó chịu lắm, bí bách lắm. Ôi, bà ơi, cơ sự này kéo tôi phải đi trước bà mất. Ông này, sao ông lại cứ nói như thế? Đến đâu thì hay đến đấy. Ông nói thế, con nó nghe thấy, tội nó ra. Cha, cha cố ăn cháo đi, để con uống thuốc cho mau khỏe. Con nó nói phải đấy. Mẹ, mẹ trông cha mấy đêm cũng mệt rồi, mẹ nằm nghỉ chút đi, để con chăm sóc cha cho. Thôi, mẹ vẫn khỏe mà, mẹ vẫn chăm cha cùng với con được. Mẹ, hồi có mấy hôm mà tóc mẹ bạc đi nhiều rồi, mẹ nghe con, mẹ nằm nghỉ đi, chứ chẳng may mẹ ốm ra đấy thì con biết phải làm sao. Con nó nói đúng đấy, thôi bà vào nghỉ đi. Thế tôi vào nghỉ một lát nhá. Nếu có chuyện gì con phải gọi cho mẹ ngay đấy. Vâng ạ. À mẹ ơi. Sao con? Cây na ngoài vườn nhà mình chín rồi ạ. Con có hái hai quả đầu mùa cho cha mẹ ăn. Con đã để đầu giường rồi, cứ mẹ nhớ ăn nhá. Cha, cha phải cố ăn đi cho mau khỏe. Để con bón cháo cho cha. Cha, cha phải cố ăn đi cho mau khỏe. À, cha ơi, cây na ngoài vườn nhà mình chín rồi ạ. Cây na do chính tay cha vun trồng ý. Cha phải cố ăn đi cho mau khỏe, để còn được ăn na nữa chứ. Con cứ tưởng tượng. Nhưng mà... Cha, cha có sao không? Hôm trước, cha đã làm diều cho con rồi. Đợi cha khỏe, hai cha con ta cùng đi thả diều nhá. Cha con mình đi thả diều. Vâng ạ. Cha phải cố ăn. Đưa đây, đưa đây cha ăn. Rồi còn uống thuốc, đúng không? Vậy ạ. Rồi còn đi thả diều. Cha ơi, cha có sao không? Cha ơi, cha phải cố lên. Trời ơi, có ai cứu cha con không? Ông trời ơi, ông trời ơi, con cầu xin ông hãy cứu lấy cha con. Cha con mắc bệnh nặng, tóc trắng mái và cốc cởi. Cha mẹ con đều là người hiền lành, nhìn cha mẹ về người heo và làm con rất đau lòng. Ông trời ơi, con cầu xin ông cho bệnh tình của cha con mong khỏi. Nếu được, dù con giảm đi 20 năm tuổi thọ, con cũng xin nguyện lòng. Con cầu xin ông. Ông cho con cầu xin ông. Con cầu xin ông. Tiên ngà.
như trời biển. Cha mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn. Phận lòng con thì mong cha mẹ sống thật lâu để con có cơ hội được báo hiếu. Ôi, con gái của tôi, cha mẹ yêu con đời này. Thân con tôi, bao ngày thuốc thang mà bệnh tình không thuyên giảm, nhưng khi hiểu được tấm lòng hiếu thảo của con gái, kể từ hôm đó như có một sự linh ứng diệu kỳ nào, sức khỏe của Phạm Thái Ông đã bình phục trở lại, gia đình lại vui vẻ như trước. Báo hiếu đấng sinh thành là trách nhiệm của con cái, không chỉ là hỏi thăm phụng dưỡng cha mẹ cả những lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh. Bởi ngay khi có ý thức tốt để cha mẹ không phải phiền lòng cũng đã là hai từ báo hiếu. Vậy giờ hãy tự hỏi mình xem bạn đã báo hiếu được gì cho cha mẹ, và nếu chưa hoặc còn rất ít, thì khi cha mẹ mất rồi, mình muốn báo hiếu liệu rằng có quá muộn? Xin được kính mời các nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ gạo cội cùng tham dự trích đoạn Đức Hiếu Hành của Thánh Mẫu cùng lắng lại sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm cảm động từ Mộng Ân Thanh Đồng Huyền Tích. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Văn Báu, nghệ sĩ gạo cội Bích Thủy, nghệ sĩ Ngọc Dung, và đặc biệt cảm ơn bé Tuệ Nhi. Xin cảm ơn các nghệ sĩ cùng với bé Tuệ Nhi đã mang tới một vở kịch vô cùng xúc động. Và chắc chắn rằng ở dưới khán phòng này, trích đoàn đã lấy đi rất nhiều nước mắt của quý vị. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt để hướng về cha mẹ, thân phụ, thân mẫu, những người đã yêu thương, sinh trưởng để tạo tác chúng ta nên người. Và giờ đây, chữ hiếu đứng đầu, đúng như tên gọi, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, hãy trở lại với chữ hiếu của đời mình. Hãy giúp chúng ta trở nên thăng hoa, trở về với nguồn cội, trở về với tình yêu bao la của mẫu, của cha, thưa quý vị. Và thưa quý vị, thầy Huyền Tích đối với những thanh đồng đệ tử của đền Cô Bé Ngai Vàng, thầy cũng như một người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời, dạy cho các đệ tử những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, sống tốt đời, đẹp đạo, và luôn là những người con có hiếu với cha mẹ của mình. Nhưng để có được chữ phúc lan tỏa cho các đệ tử thanh đồng, người thầy phải thực sự giữ trọn chữ đạo, giữ vẹn chữ đức, gương mẫu, noi theo thánh ý của mẫu, và để làm mẫu cũng là ý như vậy. Vừa kính thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, như đã thân thưa ở phần đầu, đây là một sự kiện trọng đại để những người con yêu dấu, và đặc biệt là đồng thầy Huyền Tích thể hiện tấm lòng đạo hiếu đối với chính những ân sư, thân phụ của mình, để thông qua đó trở thành gương mẫu để các đệ tử, các thanh đồng trẻ cùng noi theo, để tìm về với nguồn cội của chính mình, để tìm về với người thầy đã giúp chúng ta thoát khỏi sự u mê, vô minh, đi lầm đường, lạc lối, để trở về với nẻo chính, trở về với tình thương bao la, trở về với Thánh Mẫu. Và ngay sau đây, chúng tôi mong muốn những lời tâm sự, chia sẻ, và đặc biệt phần thực hành đức hạnh hiếu của chính Mộng Ân Thanh Đồng thầy Huyền Tích. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng lòng, hướng trí lên khu vực sân khấu. Xin trân trọng kính mời đồng thầy Huyền Tích.
sông sâu. Người vâng, hiện diện trên sân khấu lúc này giáo sư sử học Lê Văn Lan cùng với ân sư thầy Huyền Không và thân phụ của đồng thầy Huyền Tích. Vâng, những cảm xúc lúc này thật khó để đong đầy, đi muôn phương muôn hướng để người thầy và cũng là một người con trọn vẹn chữ hiếu, một tấm lòng thủy chung với đất nước và đặc biệt với rất nhiều những công việc khác nhau, không thể dành một thời gian trọn vẹn bên người cha thân yêu, bên người thầy đã một lòng định hướng, một lòng để tỏa bóng cho đồng thầy Huyền Tích có được những giây phút trang trọng trong ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ, đồng thầy Huyền Tích sẽ cùng dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị và đặc biệt là các quý đệ tử, các thanh đồng sẽ cùng chứng kiến phần thực hành nghi thức hiếu đạo vẹn toàn của đồng thầy Huyền Tích. Xin kính mời thầy. Anh dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Vì con sống, cha suốt đời lam lũ. Vì con vui, thầy gánh hết đau buồn. Ta đi chọn kiếp con người cũng không đi hết những lời mẹ ru. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồi côi mẹ lót lá mà nằm. Cha già như chuối chín cây, gió lay cha rụng, con thành mồ côi. Giờ phút này đây, chúng ta luôn mơ ước một ngày để rời xa cha mẹ, để được tự do, thỏa thích, vùng vẫy trong thế giới của riêng mình, được ôm ấp trong những dự định của cá nhân. Nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi ngoảnh đầu lại, cha mẹ bỗng nhiên rời xa ta chăng? Và giữa cuộc đời với sự trưởng thành đầy áp lực, mệt mỏi, chúng ta thường mơ một thoáng được làm những đứa trẻ dưới mái nhà của cha mẹ đương thời, được mẹ ôm vào lòng nói, được cha ôm vào lòng nói: Thánh mẫu thương con, cha mẹ thương con. Để có được sự an tâm bình yên, để có thể cất lên lời: Con yêu cha, kính mẹ, trọng thầy, mà không ngại ngùng như giây phút này đây. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, bách thiện hiếu vi tiên, dù có làm trăm ngàn việc thiện không bằng một niệm chữ hiếu mà thôi. Đồng thầy Huyền Tích, mộc ân thanh đồng thủ nhang đồng đền của cô bé Ngai Vàng, linh từ tối thượng, đã cùng kính rước người cha thân yêu thầy ân sư Huyền Không cùng với giáo sư sử học Lê Văn Lan, người thầy của các thầy, để cùng thực hành đức hạnh hiếu của mình trên chính sân khấu này. Thưa thầy Huyền Tích, trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, với rất nhiều các quý đệ tử, thủ nhang thanh đồng là những người con thân yêu của thầy, xin mời thầy hãy có đôi lời cùng chia sẻ ngay sau đây cảm xúc và mong muốn của thầy đối với chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, trước sự chứng kiến vô cùng cảm động của tất cả quý vị đại biểu và những người con thân yêu của thầy. Xin mời thầy. Tôi xin được cảm ơn đến các đấng sinh thành, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng bách gia trong họ, con nhang đệ tử
bản hội đền cô bé ngày vàng. Sự thành công này không thể thiếu được tất cả các vị khách quý có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Chữ hiếu là đạo lý của dân tộc. Còn mong sau này bách thiện hiếu vi tiên, đó là hiếu đạo của dân tộc ngày một lan tỏa. Trong buổi lễ nếu có điều gì đó còn sai, còn thiếu, còn sót, cũng xin mong được các vị khách quý cùng toàn thể bách gia trăm họ để hoan hỷ cho hai chữ đại xá, để trong buổi lễ được chu viên tốt đẹp, lan tỏa hơn nữa, thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của đồng thầy Huyền Tích với rất nhiều những cảm xúc đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng con xin mời thầy có thể trở lại với vị trí trung tâm của sân khấu này để thầy sẽ đón nhận tình cảm của các đệ tử, những người đã may mắn được thầy truyền dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, để biết sống tốt đời đẹp đạo và luôn là những người con có hiếu với cha mẹ của mình, với ân sư của mình. Đối với những quý đệ tử, các thanh đồng đang hiện diện ở dưới kia với những vẻ mặt vô cùng xúc động để hướng về người thầy kính yêu của mình, họ đã được tái sinh thêm một lần nữa. Họ được sống cuộc sống của những người con phụng thầy hiếu đạo vẹn toàn. Và ngay sau đây, xin mời đoàn cử hành của các thanh đồng quý đệ tử cùng hướng lòng và di chuyển tiến lên khu vực sân khấu chính để tri ân trọng đạo, thể hiện chữ hiếu vẹn toàn đối với người thầy đáng kính, người mẹ thứ hai, người cha thứ hai đã giúp chúng ta có được một con đường để dẫn vào chính đạo, một con đường cho thân tâm an lạc, một con đường để quay về nẻo yêu thương. Xin mời. Chim không tổ như nhà không mái, nhớ tổ tiên điên ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi biển ra tâm. Vâng, kính thưa quý vị, biết bao yêu thương được gửi gắm trong những tháng ngày khó khăn cực khổ, u mê tăm tối, không tìm được một lối thoát dành cho riêng mình. Thì này đây, tất cả các đệ tử cùng tụ hướng về đền cô bé Ngai Vàng, tìm gặp đồng thầy Huyền Tích để được thầy giáo hóa, chỉ bảo, ban ơn, nhờ lời thánh cầu, nguyện cầu khả ý. Các đệ tử, quý thanh đồng đạo quan đã được khai sáng, đã được thức tỉnh, đã tìm thấy một lối đi của sự hạnh phúc, của sự viên mãn. Và những bó hoa tươi thắm, những món quà thật không thể kể hết được, những tình cảm của các đệ tử dành cho thầy Huyền Tích. Hàng trăm, hàng nghìn con nhang đệ tử đã quy tụ về đây để thể hiện lòng hiếu kính với người cha, người mẹ thứ hai của mình. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng những nụ cười viên mãn và những trái tim còn đang thổn thức để hiểu được rằng từ đây về sau chúng con có được một người mẹ, người cha thứ hai, một người thầy anh linh giúp cho chúng con được tìm về nơi nẻo chính, tìm về nơi tu tập chính đạo, tìm về sự yêu thương, lòng quảng đại, bác ái, một tình yêu vô biên của Đức Thánh Mẫu, một sự hiệp linh của Thánh Cô, Thánh Cầu, cùng Hội đồng Tam Tòa Thánh Mẫu, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, chứng tâm, chứng lòng. Thăm con cháu, thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường,
từng bông hoa, từng lời nói và ánh mắt dịu dàng. Chương trình xin được cùng quý vị và các tân thanh đồng của đền Cô Bé Gai Vàng chứng kiến những phút giây hết sức tình cảm. Ngày hôm nay chính thiệt Thánh Mẫu Mẫu Nghi Thiên Hạ, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của người Việt, một người con có hiếu và đã lan tỏa tinh thần đạo hiếu đến tất cả các bậc hậu nhân. Thưa quý vị, biết bao nhiêu những giọt nước mắt cho vừa, biết bao nhiêu những đau khổ dày xéo những tháng ngày qua trước khi được gặp thầy. Và giờ đây, họ hiện diện trên sân khấu này với đông đảo thành từng đoàn. Quý tín chủ là thiện nam tín nữ cùng hướng về thầy với một lời khắc nguyện: chúng con mãi sống tốt đời đẹp đạo, mãi noi gương thầy, để từ nay về sau, từ chi ứng hậu, một đời cắt tóc làm tôi, nối đời theo nghiệp Phật Thánh, để Phật Thánh chứng tâm cho lòng thành, lễ mọn, đức hiếu hạnh, noi theo Thánh Mẫu của chúng con được vuông tròn, được lan tỏa, và để chúng con được một cuộc sống nơi dương gian thể hiện đức hạnh hiếu từ nay và cho mãi về sau. Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, con biết chi đâu sang ta phải bắt cầu, muốn ăn như quả ngọt bao nhau vun trồng. Tuy thầy huyền tích không sinh không nở, nhưng đã khai sáng và đã giúp các đệ tử như được tái sinh vào một cuộc sống mới, một cuộc sống thoát khỏi sự đau khổ của trần ai, để hướng tới sự hạnh phúc viên mãn đích thực. Mỗi người một cảnh, thế nhưng các quý đệ tử, hàng trăm hàng nghìn con nhang đệ tử đều nhất tâm với đồng thầy huyền tích, như một minh chứng rằng đồng thầy huyền tích, thầy mãi mãi là người cha, người mẹ thứ hai của chúng con. Và thưa quý vị, trong một ít phút trước thì chúng ta đã được chứng kiến những giây phút rất xúc động khi các đệ tử đã bày tỏ tấm lòng của mình tới người cha người mẹ thứ hai, đồng thầy huyền tích, người đã khai sáng cho chính mình. Và bây giờ là lúc, thưa quý vị, chính các đệ tử của thầy huyền tích sẽ cùng bày tỏ tấm lòng của mình, bày tỏ tình cảm và sự tri ân với công sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha. Xin mời quý vị sẽ cùng chứng kiến những giây phút ý nghĩa và xúc động này. Vị, ngay sau đây chúng tôi xin được kính mời thân phụ, thân mẫu của các quý đệ tử, người cha, người mẹ ruột của các quý đệ tử, những người cha, người mẹ đã có công mang nặng, đẻ đau, dưỡng dục từ thuở bầu thai đến khi mới lớn và trưởng thành. Nước cỏ và đứng các bậc phụ huynh, thân phụ thân mẫu sẽ cùng an tỏa trang trọng trên sân khấu để những người con hiếu thảo thể hiện tấm lòng và những lời nói từ sâu thẳm trái tim đã từ lâu chúng con chưa thể nói, chúng con không biết nói và chúng con bây giờ muốn nói. Mẹ ơi, cha ơi, con chỉ muốn nói với mẹ cha một điều mà lòng con vẫn ấp ủ từ lâu. Thương cha sao cho hết, yêu mẹ biết bao nhiêu. Con cúi xin Phật Thánh tác đại chứng tâm cho cha mẹ con thọ trường viên mãn, để khi đời này khó khăn con được trở về để mẹ ấp ủ, để mẹ vỗ về, để cha yêu thương.
và nói rằng: mỗi ngày còn cha còn mẹ còn mùa xuân, vắng cha vắng mẹ thu tàn đông qua. Xin cha mẹ nhận của những đứa con hiếu thảo này, tay chấp gối quỳ, miệng thưa và đầu cúi lạy. Cháu con thiết lễ tâm, một đời cực khổ nuôi con, rồi đến khi con lầm đường lạc lối, vô minh sống trong bóng tối, cha mẹ không biết cách nào có thể giúp con vượt qua, chỉ biết vỗ về yêu thương và cầu xin thánh ân giang tay che chở để giúp đỡ những người con vốn dĩ đã có thể mất đi hồn trí, nay được trở về nơi đây thông qua sự linh hướng của đồng thầy Huyền Tích, trở về với cha mẹ dương gian này, tìm về nơi đúng ánh mắt, nụ cười và cả những hơi thở của cha mẹ truyền trao tinh cha huyết mẹ, để cùng tri ân. Dù rằng cha mẹ áo vải bạc màu, nhưng con vẫn thấy lụa là đây. Tình yêu thương của cha mẹ chính là nguồn cảm hứng bất tận, một sức mạnh vô biên để chúng con mang những nét tươi vui, hoan hỉ về đây để xin cha mẹ hai từ thứ lỗi, và xin cha mẹ một đời sống thọ trường bên chúng con mãi mãi, để mỗi năm chúng con được bách thiện hiếu vi tiên. Hiền xưa ngọt nhì mà không nghi khóc, cơ đồ vững sao. Xin cha mẹ và con cái, các quý đệ tử hãy cùng dành tặng cho nhau một chiếc ôm thật chặt trên sân khấu trước khi trở xuống. Hãy gục đầu vào vai mẹ cha và nói rằng: vẫn là con đây, nhưng một trái tim biết yêu thương và có chữ hiếu trong lòng. Thưa quý vị, với những cảm xúc thật đẹp khi chúng ta cùng chứng kiến những quý đệ tử thanh đồng của đền Cô Bé Ngai Vàng thể hiện tấm lòng của mình với cha mẹ, với ân sư, ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thương Con Thương Cả Cuộc Đời, sáng tác của nhạc sĩ Hà Vân với giọng hát của ca sĩ Lê Trinh. Cuộc đời thương con, mẹ đuổi một thời thanh xuân, bao nhiêu vất vả gian truân, thương con 9 tháng 2 tuần nặng mà cho con giấc ngủ. Chẳng chán nỗi lòng.
con thương cả cuộc đời, thương con mẹ đôi một thời thanh xuân, cho con chiếc áo con mặc, cho con quyển sách học vần ê a. Bao năm con bước đến trường, bao nhiêu năm ấy từng ngày mẹ lo cho con những bữa cơm no, bạc phơ mái tóc ngày nào con xanh. Và Lê Trinh xin được kính chúc cho chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên ngày hôm nay được diễn ra thành công, viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Lê Trinh. Và chương trình nghệ thuật sẽ được tiếp nối với bài hát Gánh Mẹ, sáng tác Trương Minh, biểu diễn Lucy Trà My, Thảo Quyên, Ngọc Huyền. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
con gánh cả đau non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Lucy Trà My, Thảo Quyên và Ngọc Huyền qua một sáng tác của nhạc sĩ Trương Minh với tựa đề Gánh Mẹ. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc qua phần trình diễn của Sao Mai Lê Anh Dũng, tác phẩm Bách Thiện Hiếu Đạo Vì Tiền. Làm tròn chữ đạo người con luôn nhớ công cha mẹ, luôn biết ơn sinh thành chữ hiếu ghi vào trái tim, mạch nguồn sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng bao tâm hồn, ý chí nuôi ước mong con lớn lên sẽ nên người. Trở thành người tốt, gìn giữ nước nhà, xây dựng bảo vệ gấm vóc non sông của ta, là công ông cha, là bao máu xương người người ngã xuống để nay con sinh ra đời. Bách thiện hiếu vì tiên, tấm lòng mãi trung kiên, hình hài đất nước ngàn năm hóa thành bóng dáng người mẹ. Bách thiện hiếu vì tiền, suốt đời sẽ không quên, ngàn ngàn năm sau chúng con giữ gìn tổ quốc yên bình. Chữ đạo người con luôn nhớ công cha mẹ,
luôn biết ơn sinh thành chữ hiếu ghi vào trái tim, mạch nguồn sự sống thiêng liêng, nuôi dưỡng bao tâm hồn, ý chí nuôi ước mong con lớn lên sẽ nên người, trở thành người tốt, xin giữ nước nhà, xây dựng bảo vệ gấm vóc non sông của ta, là công ông cha, là bao máu xương người người ngã xuống để nay con sinh ra đời. Bách thiện hiếu vì tiên, tấm lòng mãi trung kiên, hình hài đất nước ngàn năm hóa thành bóng dáng người mẹ. Bách thiện hiếu vì tiên, suốt đời sẽ không quên, ngàn ngàn năm sau chúng con giữ gìn tổ quốc yên bình. Bách thiện hiếu vì tiên, tấm lòng mãi trung kiên, hình hài đất nước ngàn năm hóa thành bóng dáng người mẹ. Bách thiện hiếu vì tiên, suốt đời sẽ không quên, ngàn ngàn năm sau chúng con giữ gìn tổ quốc yên bình. Cảm ơn ca sĩ Lê Anh Dũng cùng các nghệ sĩ múa đã mang tới bài hát Bách Thiện Hiếu Đạo Vi Tiên, là bài hát đã truyền tải rất nhiều những thông điệp ý nghĩa của chương trình này. Thưa quý vị, chữ hiếu mà chúng ta nói tới không chỉ là hiếu với mẹ, với cha, với ân sư, mà đó còn là truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha ông đi trước, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, hy sinh cả cuộc đời, hy sinh máu xương vì nền độc lập tự do của dân tộc. Và ngày hôm nay cũng nhân hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho phép chúng tôi xin được bày tỏ tấm lòng tới các thế hệ ông cha đi trước đã hy sinh, đã cống hiến vì dân tộc. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam sẽ cùng lên sân khấu để đón nhận món quà ý nghĩa từ bản hội đền cô bé Ngai Vàng. Đó là số tiền 50 triệu đồng xin được trân trọng gửi tới Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Trân trọng kính mời Trung tướng Hoàng Khánh Hưng. Và xin trân trọng kính mời Mộc Ân Thủ Nhang Thanh Đồng đền cô bé Ngai Vàng, tổng chỉ đạo của chương trình ngày hôm nay, đồng thầy Huyền Tích sẽ cùng trao tặng món quà này tới Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, bày tỏ tấm lòng biết ơn của thế hệ ngày hôm nay xin được gửi tới ông cha đi trước. Kính thưa quý vị, 70 năm dấu mốc lịch sử của Việt Nam, 70 năm tự hào dân tộc Việt Nam với những trận chiến thắng oanh liệt, làm sống dậy một Việt Nam hùng cường, khát vọng hòa bình. Và kính thưa quý vị, dù cho giá trị của bản hội dành tặng không nhiều, nhưng đây sẽ là những tấm chân tình thể hiện sự tri ân tới các đấng, các bậc tiền nhân đã dùng chính sức lực và máu của mình giữ yên bờ cõi, làm nên trận chiến thắng oanh hùng, chiến thắng Điện Biên Phủ. Xin được trân trọng cảm ơn Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Liệt sĩ Việt Nam. Cảm ơn Mộng Ân Thanh Đồng, đồng thầy Huyền Tích. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với phần nghệ thuật của chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên cùng một phần biểu diễn vô cùng đặc biệt. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại đền tượng cô bé Ngai Vàng lịch sử. Đây là một trong những địa chỉ đỏ tâm linh ở tại xã Nam Sơn, cũng là tâm huyết của đồng thầy và của các thanh đồng cùng các quý ân nhân đệ tử. Và phải nói đến rằng trong suốt hành trình về việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt,
đã được UNESCO công nhận, thì diễn sướng Chầu Văn là một trong những cái nôi và là một trong những sức truyền tải lớn nhất. Và có lẽ trong số các thanh đồng hiện diện và cũng rất vinh dự là con cái của đền Cô Bé Gai Vàng của đồng thầy Huyền Tích, Diệu Minh Châu có lẽ là một cái tên rất tuyệt vời mà thường trong giới thực hành của các thanh đồng thường nhắc tới. Và ngày hôm nay, trước linh từ Cô Bé Gai Vàng vô cùng tối tú anh linh, chúng ta sẽ cùng đến với màn diễn sướng Chầu Văn Cô Bé Gai Vàng, thực hiện thanh đồng Diệu Minh Châu cùng nhóm múa Chợ Hầu. Kính mời quý vị cùng hoan hỷ thưởng thức. Cô bé gai vàng rừng văn, cô bé gai vàng xóm rồng cô ngự, núi đồi anh linh sóc sơn, cảnh đẹp người sinh. Sinh có tiên cô bé thánh minh phù trần, bốn phương nam bắc xa gần, nơi xa dậy tiếng, nơi gần biết cô xóm rồng, đôi núi nhấp nhô ngai vàng cô bé một tòa quý nga. Tiếc lộc gần xa cho đồng, tiên cô mẹ anh nghi linh lừng lẫy phép sơn trang, đã dậy thần đi oai anh nghi linh cô bé đền ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngạt ngào. Ngôi đền thiêng hiện ngay trước mặt khách bộ hành, ngước mắt trông lên tam tòa thánh mẫu trang nghiêm, công đồng tứ phủ lưu truyền sử xanh. Thần thơ thành đồng trăm họ nương nhờ ý gì. Cho chăm chứng hiền nghèo thuốc tiên phủ chú bệnh đều tan không đi. Sau nhất tâm bắc ghế kêu cầu ở trên khu bảo hộ đời sau vững vàng. Tiên cô mua dáng yêu kiều yểu điệu thướt tha, hương sông tuyết hết làn da, bụi son ma phấn rượm da tóc mây. We'll be right back.
lên tam bảo độ chi người phương. Cô bé để đồng tiến một cột hương. Tính tình hay bằng chút băng già, bằng tre bằng nước thương làm trà. Sông đăng ai, sông đăng ai thấp thoáng bên lầu. Sông đăng cô bé múa hầu mẫu vương, soi cho quốc phú dân soi trong Nam Việt bốn năm phương thái hòa. Ánh sông đang soi sang gần xa, soi cho non nước nở hoa bốn mùa. Nước tiên tỏa sáng lung linh trong đêm sao, đưa tiền tỏa sáng lung linh trong đêm, ôi cô đẹp làm sao. Trên ngàn núi cao cô bé đẹp làm sao, đôi tay cô múa múa đôi mồi hoa. Hồi hoa tỏa xa lung linh muôn vì sao. Đi đến đâu mò đón hoa sao, bước về bạch điểu xuống chiếm tạp vang. Ánh khơi bê bạc rừng vàng, cho trăm họ giàu sang đời đời, cứ đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Giang người tiên nữ đang đi về ngày hội. Giang người tiên nữ đang đi về ngày hội vui. Gặp tài cô mới ban ra, bốn phương hội họp để ta tạm thành. Bán cho tiền tốt mùa dày, đồng lực cho năm về đây cho điều. Ban cho đồng phải nhất sang nhiều. Ban cho giải nhất sang nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng con kia sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Chim công đồng rực rỡ trăm thước ngàn hoa, cánh hoa đẹp xinh. Cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên giáng sinh dịu dàng. Đứng chân nhẹ nhàng, làn môi nghe cười làm ngất ngây dần. Cô về đến đây ban phúc địa đà, ấm no cho mọi nhà.
muôn đời sau. Xuân hạ thu đông hai chữ bình an, con giữ ơn đời đời. Trần gian con công ơn cô bé đời đời, nguyện còn phương giác đơn sai nhất tâm một lòng hiếu chung. Bàn đền hôm nay vui hát ca, con đón cô về đây. Đem cho trăm họ giàu sang đời đời, cố đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Mai hoa dạo gót lên non, trên ngàn chim hót véo von, suối khe cá lội tung tăng, đôi đuôi bao la sương mờ nhạt nhòa. Hương thanh đông loan giá về đây, trên ngàn gió cuốn rung cây, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca. Hồng thì vải thiêu tranh yên, một màu phong bụng vô biên, lên ngàn hái quả đào tiên mang về, ngàn xanh tam quýt sung xuê. Xin sơn sang dọn quán bán hàng, đồng quan linh thánh vào hàng hỏi mua, hàng cô hàng chát hàng chua, hàng cay hàng đắng, ai mua tìm chưa đủ vì chưa có nào. Trên ngàn xanh hái mận hái đào, sơn trang cảnh đẹp cô vào hái sung. Non cao nước biếc ngàn trùng. Xuân cô đã bước tới đâu, gieo bầm nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa, những sông kinh sao đầu tân hà ý à. Những
sông tinh sao đâu ngân hà, trăng rằm tháng tám như là sao mai, đẹp như tố nữ trạm đài. Ý à ơi à, lá vinh cành non cao đỉnh đỉnh một mình hai hoa hồng hoa đan dược dược hoa hai đường nở trước mùa xuân. Ý à, đào tiên thạch liệu thánh tân chơi bời, hoa cẩm chương trà mi đua nở, hoa mật đào rực rỡ khoe tươi thủy tiên sắc hương nghiêng trời. Hoa thủy tiên sắc nước nghiêng trời, đào lê phong nhìn cho đời say xưa, hoa thiên lý tuổi vừa đôi tám, đụng tầm xuân ao ngát chờ ai, thương thương hoang hoàng hoa nhài. Ý à, thủy chung vạn thọ sắc tài hoa mẫu đơn, vượt gặp hết trăm sơn ngàn suối, khúc trăng vàng hoa bưởi hoa chanh, đôi tay tiên tia lá vinh cành. Non cao đục đỉnh một mình hái hoa, hái trăm hoa đem về dâng mẫu, đổ cho đồng phúc lộc đê đa. Ý à, bước trên cầu mây suối reo hòa theo tiếng đàn, nhìn tung lũng rộn ràng lại đây lên đền cô bé, đây mới thực là đẹp, nhìn xem xinh đẹp tươi tí nọ ơi sao nọ ơi, hoa ngàn hoa thắm tươi hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh líu lo rộn ràng cất tiếng ca vang. Hoa thắm tươi ngàn hoa, ngàn hoa thắm tươi, chim oanh líu lo rộn ràng cất tiếng ca vang. Kia vầng hồng tươi sáng, chim lên bay rớt trời, làng hòa bình trong nắng mới, dốc cao sương mù. Kia con suối uốn quanh nước hoa chân nèo, ngàn hoa đắm tươi, nhạc rừng trong nắng mai, cất tiếng ca mùa xuân. Xinh ngọn nhịp mà vang rền, cung đàn tiếng hát bay lên cung trời, đón cô bề ngự nơi trần thế. Hôm nay thành đồng bắc ghế thành tâm, những ngày vui của sơn lâm, vui sao vui quá, có thú cầm về theo.
sơn, cảnh đẹp người xinh, có tiên cô bé thánh minh phù trần, bốn phương nam bắc xa gần. Xa gần nơi xa dậy tiếng, nơi gần biết ơn, xóm rồng đồi núi nhấp nhô ý à. Dòng đồi núi nhấp nhô, ngai vàng cô ngự một nì tòa nguy nga, cô về đồng nghi đẹp tựa như hoa, ban nghi tài tiết lộc gần nì xa cho đồng. Ơn cô, quyền cô, phép cô ạ. Và xin thánh cô ngai vàng ban tài tiếp lộc, ban ngân tiếp xuyến, ban cho mọi người được hai chữ bình an, được đắc kỳ tài, được sai kỳ lộc, được sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm ạ. Và xin được cảm ơn Thanh Đồng Diệu Minh Châu với tác phẩm Cô Bé Ngai Vàng, và cùng với nhóm múa chờ hầu của các quý đệ tử của thầy Huyền Tích. Thưa quý phụ huynh thân mến, thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, những bông hoa nhỏ, những lời ca tiếng hát thể hiện một tấm lòng to lớn. Mong rằng cầu nối của chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên ngày hôm nay sẽ là một món quà ý nghĩa dành tặng cho Đấng Đấng sinh thành, và là dịp để ta có thể gửi gắm những lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất tới ơn nghĩa mẹ, ơn thầy cô. Và thưa quý vị, đến đây thì buổi lễ của đền Cô Bé Ngai Vàng cũng xin được phép khép lại. Trong rất nhiều niềm hân hoan và những cảm xúc đẹp của tất cả chúng ta, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý, các bậc chư tôn đức, các quý thủ nhang Thanh Đồng Đạo Quan, quý thiện nam tín nữ, nhân dân địa phương, quý ân nhân, khách quý thập phương đã tới hiện diện trang trọng trong chương trình ý nghĩa này. Và Bách Thiện Hiếu Vi Tiên 2024 Vận Chính Niên Giáp Thìn xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Tôi thấy cái hoạt động lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên đền Cô Bé Ngai Vàng tổ chức thì nó có cái sức lan tỏa không những ở thủ đô Hà Nội mà ở trong xã hội ta. Các thế lực thù địch thì vẫn vu khống là chúng ta không có tự do tôn giáo, thì tôi thấy rằng cái hoạt động này nó là một trong những minh chứng bất tử để nói rằng ở Việt Nam hoàn toàn có tự do tôn giáo. Thì tôi thấy rằng là cái hoạt động này có sức lan tỏa, và không những là trong lớp trẻ, trong quần chúng nhân dân, không những ở thủ đô mà trên phạm vi nhiều tỉnh thành khác, thì tôi thấy rằng những hoạt động này nên tiếp tục tổ chức để
khắc phục cái tình trạng vô cảm ở trong xã hội ta, nhất là cái lớp trẻ. Và thì tôi thấy rằng ở đây đó vẫn còn về cái tinh thần như thế, thì tôi thấy rằng là cái hoạt động này rất có ý nghĩa. Thật sự là cái buổi lễ hôm nay nó đem lại cái cảm giác hạnh phúc vô cùng. Để khi là nào người tổng đạo diễn cũng như là trưởng ban tổ chức của buổi lễ, nó cũng rất nhiều áp lực, nhưng sáng ra thấy các đệ tử cùng Bách Gia Chăm Họ lần lượt đông kéo về, cái sự hạnh phúc nó đã cảm thấy là có sự thành công ở trong đó. Và trong đó các cái chương trình và trong cái buổi lễ, các chương trình cũng như là ca sĩ cho đến cái vở kịch, rồi đến cái sự đóng góp của phát biểu của giáo sư và cũng như là tiến sĩ Bùi Thế Đức và các bậc cha mẹ của Đấng Sinh Thành cũng như là các chúng đệ tử về, thì cái buổi lễ hôm nay nó rất thành công so với năm ngoái rất nhiều. Nhưng năm ngoái thì cái buổi đầu thì nó có nhiều áp lực và cái chương trình nó mới, năm nay nó cũng là mới so với các cái chương trình khác. Và chúng cái buổi lễ này là dựa trên tích của mẫu văn hóa của dân tộc, nó là mẫu là đại diện cho tứ bất tử trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Thì mẫu cũng đại diện cho sự thủy chung, hiếu thảo, tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đất nước, chống giặc ngoại xâm và tình yêu đoàn kết các dân tộc. Thì dựa trên văn hóa nội sinh của dân tộc thì là một người con của mẫu, thì huyện Thủ Nhang, Huyền Tích cũng như trưởng ban tổ chức thì mình có phát tâm nguyện là hoằng dương đạo mẫu để sánh vai với các đạo, để cho mọi người biết đến đạo mẫu rất là tốt đẹp và nhân văn. Vì từ cái tâm nguyện đó thì mình đã tổ chức ra cái buổi lễ Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Thì trong cái chương trình thì cũng rất là nhiều áp lực, bởi vì cái chương trình mới cũng như là bác Dũng, nguyên trưởng ban tôn giáo thành phố Hà Nội cũng có nói là thầy làm cái chương trình này nó mới nên là cũng rất là khó khăn, vì tôi hiểu cái việc thầy làm. Cái chương trình này cũng rất ý nghĩa, cũng như lời phát biểu của giáo sư cũng đầy đủ hết các cái ý nghĩa từ cái dẫn tích từ chữ hiếu của dân tộc, và sau đó có lời phát biểu của tiến sĩ Bùi Thế Đức cũng nguyên là trưởng ban tôn giáo chính phủ. Thì cái buổi lễ là được sự đánh giá từ các cấp lãnh đạo cho đến các bậc sinh thành, các chúng đệ tử thấy cái buổi lễ rất là hoan hỷ, ý nghĩa và cũng đem lại cái giá trị nhân văn trong đời sống hiện tại, và chữ hiếu cũng được nâng lên để đóng góp vào văn hóa của xã hội, trong xã hội và cũng như trong các gia đình và trong bản hội. Thì năm nay cái buổi lễ là được sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo và của bản hội, buổi lễ có sự thành công và cũng để lại được tiếng vang lan tỏa trong đạo cũng như là trong tín ngưỡng thờ mẫu và toàn thể khách thập phương về dự cái buổi lễ ngày hôm nay.